Ủa ba, má đâu rồi mà sao ba ngồi đây như uống rượu của một mình vậy? Sĩ hả con? Dạ. Ngồi xuống đó đi. Bữa nay con có thể tâm sự với ba giống như hai người đàn ông được không? Được chứ. Mà hình như ba có chuyện buồn đúng không? Mà má đâu rồi ba? Đó, đó chính là nỗi buồn của ba đó. Con cũng biết tình cảm của ba dành cho má con nó to lớn đến mức nào mà đúng không? Con biết chứ. Không những một mình con biết mà cả nhà này ai cũng biết hết. Đến công ty họ còn biết nữa mà. Cũng bởi vì vậy, bởi vì cái tình cảm to lớn như vậy mà bây giờ ba mới đau lòng như thế này nè con. Con biết không? Không biết sao nữa. Dạo này má con cứ lén lút ra ngoài hoài à. Má con không còn quan tâm tới ba nữa. Ba có hỏi má con cũng không chịu nói. Giống như là má con muốn xa lánh ba vậy đó. Má lén lút ra ngoài. Có khi nào ba, con thấy ba cũng mệt rồi đó. Thôi để con dìu ba vô nghỉ nha. Rồi có chuyện của má để con tìm hiểu rồi con nói là ba sao nha. Đi ba. Sĩ à, nhưng mà con phải hứa với ba, con đứng về phía ba nha sĩ. Tất nhiên rồi ba. Ba là ba của con mà. Con là con trai của ba mà. Đi ba. Thôi được rồi, con vào trong nghỉ ngơi đi. Ba muốn ngồi thêm ở đây một chút. Dạ, nhưng mà ba uống ít thôi nha ba. Ừ, ba biết rồi. Cuộc chiến này mình cần thêm đồng minh thì mới mong thắng được. Em đem chút đồ ăn qua cho anh hai với thằng Chẩm nè. Em thấy ở nhà mà hai bác cháu nấu nướng như vậy thì bất tiện lắm. Thím ba, thím mà cứ đem đồ ăn qua như vậy đó, đó mới gọi là bất tiện. Từ trước tới giờ tôi với thằng Chẩm ở nhà vẫn tự nấu ăn được, không có thiếu thốn gì hết. Thì anh hai phải cho em tự tay nấu nướng cho thằng Chẩm nó ăn chứ anh hai. Cũng đã 30 năm rồi, đây là điều mà em ao ước em làm cho nó. Anh hai nhận giùm em thím đi ba, mà thím đang làm như vậy á, tôi với thằng Chẩm đều khó xử. Thím đi về đi, tôi không cần đâu. Anh hai à, khoan đã. Anh không ăn thì để cho thằng Chẩm nó ăn. Cầm giùm em đi về. Thím ba, tôi nói với thím rồi, thím cầm về đi. Thôi mà anh hai. Thím ba. Má, chuyện đây là sao? Sĩ à, ông này là ai? Là người tình trong bóng tối của má đúng không? Má bỏ nhà, bỏ ba, bỏ gia đình tới đây gặp người này chứ gì? Sĩ, còn ăn nói linh tinh cái gì vậy? Con không ăn nói linh tinh, con nói đúng mà. Ông này quan trọng tới mức độ nào? Má đâu ăn, má đem tận tay vô người ta vậy? Cái này không phải là gian tình chứ là cái gì đó? Thì cậu trai trẻ, cậu ăn nói cho đàng hoàng, giữa chúng tôi không có chuyện gì hết. Hồi nãy tôi thấy không, nắm tay má tôi còn kéo má tôi vào lòng ông nữa kìa. Sĩ, má và bác này không có chuyện gì hết. Con đừng có suy diễn lung tung nữa. Con có suy diễn, má đẹp gì nè, ra đường ai mà không thèm. Cái ông này chắc cũng nằm trong số đó như vậy. Tôi cấm cậu tới đây nói bậy bạ nghe chưa? Tầm bậy hả? Hồi nãy tôi thấy ông nắm tay má của tôi, cái ánh mắt của ông á tà giang lắm kìa. Ông Sĩ, Sĩ à, con dừng tay lại. Đây là bác, đây là bác hai. Bác hai là người ơn của má, con không được hổn. Người ơn, người ơn nên má lấy thân của má đền đáp cho người ta chứ gì? Mày,
mày nói bậy bạ cái gì đó. Cái gì? Tôi nói sĩ. Bây giờ má nói đi, má nợ ông ta bao nhiêu? Có 10 tiền con trả cho ông. Còn quá đáng lắm rồi, con đi về liền cho má. Mà không vậy, tôi yêu cầu bà từ đây về sau đừng tới đây nữa. Còn cậu, tôi nói cho cậu biết, má cậu tự động tới đây, cái nhà này không ai muốn tiếp. Cậu ăn nói hồ đồ hỗn hào với người lớn, tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Cái gì? Tới mày nữa hả? Tao già tới mày nữa vậy? Mày không bỏ qua tao cái gì? Tao mới là không bỏ qua cho mày nè. Mày muốn gì? Sĩ à sĩ, về đi, má xấu hổ lắm rồi. Về. Con phải làm rõ chuyện này mới được. Kính mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Rồi 30 năm sau, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên truyền hình Vĩnh Long Y. Tải app ngay trên Google Play và App Store.